Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một cô gái đội một chiếc mũ thỏ mọi người nha. Và mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và bức tranh của mình ngày hôm nay thì về hình ảnh của một cô gái đội một chiếc mũ thỏ mọi người nha. Và mình sẽ sử dụng những cái bộ bút sáp màu để hoàn thiện cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay mọi người nhé. Mình sẽ sử dụng đến phân loại màu hồng để tô cho cái phần mũ thỏ. Một hai bên chiếc tai rất là dài, mình sẽ tô cho cái phần tai trước nha mọi người. Mình sẽ tô phần tai tiếp theo. Và đây là phần tai tiếp theo các bạn, mình cũng tô bằng màu hồng nữa các bạn nhé. Để vào chiếc mũ thỏ này thì mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho toàn phần chiếc mũ. Đây là bức tranh mình đã tô màu cho hình ảnh bông hoa xong, chúng ta có tham khảo cách tô màu này mọi người nhé. Đây là bức tranh mình đã tô màu cho và mình sẽ sử dụng tiếp tục đến màu vàng để tô cho các phần chiếc váy của cô gái nha. Và những cái chi tiết nhỏ thì các bạn tô chậm thôi nhé, để tránh bị lem ra ngoài mọi người. Chúng ta có thể tham khảo cách tô màu này của mình nhé các bạn. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu hình ảnh một cái bông hoa này đã được mình tô màu xong nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tô màu tiếp theo của kênh của mình. Và mọi người nhớ một kênh YouTube của mình bằng cách để lại cho mình một like, một share, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video nữa của mình nha. Và mình sẽ tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho cái phần đôi hài của cô gái mọi người nhé. Về phần chiếc mũ thỏ thì mình sẽ tô lại thêm một lượt nữa cho nó đậm nha. Một lượt mình tô lần đầu thì nó cũng chưa được đậm lắm đâu mọi người. Về phần màu thì cái phần út sáp này thì nó da khá là nhạt đó mọi người. Mọi người mà thích màu đậm thì mọi người có thể tô nhiều lượt giống mình nha, thì mới có được màu đậm theo ý muốn của mình nha mọi người. Chị hôm nay có cơm không? Không, hôm nay về về nấu cơm cho chồng. Chính là giò, tai, thủ, gói, ngũ vị. Còn lại có ngũ vị thịt chân giò, một cá chiên, trứng cút, tim nước dừa. Hôm nay em sẽ ăn trứng cút, tim nước dừa và giò tai, thủ, gói, ngũ vị. Em thực đơn này hôm nào cũng thay đổi liên tục luôn ấy, không bị lặp lại. Sẽ tô thêm một chút những cái chi tiết cho phần chiếc váy của cô gái của mình, cho nó có thêm họa tiết mọi người nha. Và mình đã hoàn thành xong cái bức tranh hình ảnh của một cô gái đội chiếc mũ thỏ của mình rồi các bạn nhé. Và đây là sản phẩm của mình nha các bạn. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một hình ảnh bức tranh rất là xinh các bạn này, hình ảnh một cô gái đang đội một chiếc mũ thỏ và đã được mình hoàn thành bởi
ba phân loại màu sắc, đó là màu hồng, màu vàng, màu cam các bạn nha. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh hình ảnh một cô gái đội một chiếc mũ thỏ rất là đáng yêu như này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.